Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Thị Thanh Nhàn. Hôm nay mình là một trong 48 học viên được nhận chứng chỉ khóa học của Viện Sinh Trác Vân Tây Việt Nam. Thì cảm nhận của mình là mình rất là vui, rất là vinh hạnh khi mình là một trong những người đặt nền móng đầu tiên trong cái tham vấn viên, và bên Viện Sinh Trác Vân Tây Việt Nam đã cấp bằng cho mình để mình có cơ hội được trải nghiệm, được chia sẻ và được giúp đỡ tất cả mọi người. Thì mình mong muốn được là sau khóa học này mình sẽ cố gắng trao giá trị đến cho tất cả mọi người muốn hiểu rõ về bản thân, về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như là nguồn gốc, gốc rễ sâu xa của mình là ở đâu, để mình định hướng mình đi đúng hơn, mình phát triển tốt nhất cái tiềm năng của mình có sẵn. Sinh Trác Học Vân Tây đã mang đến cho những người mẹ, người bố thấu hiểu con của mình hơn, biết được điểm mạnh, điểm yếu và cách dạy dỗ, định hướng cho con mình cho tương lai sau này. Khi lớn lên thì sẽ định hướng cho con mình sẽ học ngành nghề gì cho phù hợp, để đến khi ra trường cũng sẽ tìm được cái niềm đam mê hơn cho con, không phải là mất phương hướng để đi tìm, đi học những cái trường mình đăng ký trường này, trường kia nhưng không thích hợp. Thì qua Sinh Trác Vân Tây mình sẽ chọn đúng điểm mạnh của mình để mình phát huy hơn, và giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, ba mẹ thấu hiểu con cái hơn. Và sau khóa học này thì Nhàn cũng mong muốn được lan tỏa, được chia sẻ giá trị cao quý, to đẹp này đến tất cả mọi người. Và nếu những ai đang còn thắc mắc, băn khoăn, nghi ngờ thì các bạn hãy đến thử và trải nghiệm một lần trong đời để biết được Sinh Trác Vân Tây là gì và thấu hiểu rõ bản thân mình hơn.